Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình vừa đi làm về mọi người ạ. Giờ mới 5 giờ chiều. Bây giờ mình sẽ làm video nướng gà cho mọi người xem. Đây, đây là lớp vỏ của mình. Cho mọi người xem nhé. Thì cũng rất lâu rồi mọi người mình chưa ra video. Thì bây giờ mình sẽ quay video nướng gà. Mình sẽ up cho mọi người xem. Vì hôm nay cũng là rất là đẹp trời. Nên mình muốn làm cái video mới để mình up lên. Mong mọi người xem và ủng hộ mình nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ vào mình chế biến và mình chuẩn bị các nguyên liệu cũng như công cụ để mình chế biến món gà nướng nhé mọi người. Mọi người nhớ theo dõi video nhé mọi người. Đây là hai con gà mình chuẩn bị để tí nữa mình quay. Một con gà trống và một con gà mái. Con gà mái thì da nó vàng, chân nó đen, nó nhỏ hơn. Còn con gà trống thì nó to hơn. Còn bây giờ mình sẽ bôi cái gia vị này xung quanh con gà để cho nó ngấm. Và lúc quay nó sẽ không bị cháy. Và nó sẽ ngấm đều vào các thớ thịt của con gà. Thì lúc mình ăn nó sẽ hấp dẫn hơn, ngon hơn. Còn phần gia vị để mình ướp con gà này để mình quay thì nó rất đơn giản. Trong đó gồm sả, ớt, sa tế và dầu hào. Mình cho một chút nước mắm và hạt nêm cờ no và mì chính, xong mình trộn đều lên. Mình cho một ít hành tươi vào nữa và một củ hành khô. Đây, đây là hỗn hợp mình vừa nói đến mọi người. Đây mình sẽ bôi lên khắp con gà để cho tầm 10 đến 15 phút nó ngấm vào thì mình sẽ đưa gà lên quay. Khi mình bôi xong hai con gà này thì tí nữa mình quay, mọi người nhớ theo dõi video nhé. Xem quá trình mình quay hai con gà này nó như thế nào, nó có thành công hay không, có ngon hay không. Nếu mà các bạn thấy video hay thì hãy bấm like và bấm đăng ký kênh ủng hộ mình mọi người nhé. Còn đây mình dùng đũa để mình chọc vào để cho gia vị nó ngấm sâu vào thớ thịt. Để tí lúc nướng nó sẽ dễ chín hơn, nhanh hơn. Cũng như là thịt nó sẽ ngấm đều các gia vị hơn. Theo công thức này của mình ấy, thì hai con gà này nướng tầm khoảng 1 tiếng là xong. Mỗi con gà mình nướng chỉ tầm khoảng 30 phút đến 40 phút thôi mọi người. Con gà bé, con gà mái của mình ấy, thì mình ước tính mình quay chỉ tầm 30 phút. Còn con gà to này thì mình quay tầm khoảng 40 phút là có thể chín và thưởng thức được. Mọi người sẽ theo dõi nhé. Bây giờ mình bôi xong thì mình sẽ ra mình nhóm bếp và nhóm than để mình chuẩn bị vào bước tiếp theo để mình quay gà để kịp không là trời tối mọi người nhé. Nhồi lên cái mỡ, lấy cái thìa viết cái này. Cuối cùng thì mình cũng gần xong. Bây giờ mình sẽ ra để mình nhóm bếp than để lấy than mình quay gà. Than mình cũng đã nhóm rồi. Bây giờ mình sẽ quạt cho nó đỏ và nó nóng đều tất cả than lên để cho mình quay để cho con gà nó chín đều từ đầu đến đuôi. Mọi người đợi xem video và nhìn gà mình quay xem nó thành công hay không mọi người nhé. Than như vậy thì cũng được rồi mọi người.
Bây giờ mình sẽ quay con gà nhỏ trước, con gà mái nhé mọi người, để cho nó chín trước, xong rồi mình sẽ quay con gà to sau. Còn mồi là cũng phải nướng hết. Con này con nhỏ nhỏ. Nhìn là thấy đã hấp dẫn rồi mọi người. Không biết là nó có ngon không, nhưng mình đoán nó sẽ rất là ngon. Vì mà gia vị này thì mình rất là tin tưởng với công thức này của mình. Đấy, mình mới nướng có mấy phút mà gà nó đã hơi săn ra lại rồi. Chắc là tầm khoảng 30 phút là con này sẽ chín thôi, theo dự định của mình. Ôi, mùi vị rất là thơm. Khi mình bôi gia vị vào mình nướng thì nó bay mùi rất là thơm. Ôi, con gà của mình nó săn chắc lại rồi. Và da của nó rất là vàng, vàng đều. Đây là con gà mái này. Không biết tí nữa con gà trống mình nướng thì nó sẽ như thế nào nhỉ. Mọi người đợi xem video nhé. Sắp chín rồi mọi người ạ. Ui, nhìn rất là hấp dẫn. Gà của mình đã săn chắc và mỡ thừa trong gà nó được ép ra và nó chảy ra hết, gần hết ra rồi. Ui, nhìn rất là ngon. Tí mong nó sẽ thành công để video sẽ được nhiều mọi người tin tưởng hơn, cũng như là áp dụng công thức của mình. Gà mình nướng thì da rất là vàng và đẹp. Mình sẽ quay sát vào cho mọi người xem này. Ui, nhìn rất là hấp dẫn. Con gà của mình đây cũng rất là béo. Cuối cùng thì con gà nhỏ của mình cũng đã chín. Bây giờ mình sẽ lấy con gà to đến để mình quay nhé mọi người. Xong mình sẽ cắt con này tí mình hâm lại. Đây là con gà to. Giờ mình sẽ quay con này xong, mình sẽ lấy hai con ra mình chặt và mình sẽ thưởng thức, và để cho gia đình mình cùng thưởng thức món gà quay đặc biệt của kênh gia đình BBTV nhé mọi người. Mình mới quay một con gà to của mình cũng đã săn da lại rồi. Da cũng hơi vàng vàng và lớp mỡ của nó cũng chảy ra rất là nhiều. Với con gà này thì nhìn thịt rất là chắc chắn mọi người ạ. Đúng là gà trống tơ có khác thì rất là ngon. Mình sẽ quay thật kỹ hơn con gà kia một chút. Gà này mình sẽ quay tầm 40 phút. Con gà trước mình quay tầm 30 phút thì mình đã cảm thấy chín và mình cất đi rồi. Còn bên gà này mình sẽ quay 40 phút. Mọi người đợi
chín mình sẽ chặt ra cho mọi người thưởng thức nha mọi người. Đấy, nó đã chín vàng rồi đấy mọi người. Mọi người đợi một chút nữa là con gà này của mình sẽ chặt ra được rồi mọi người. Cuối cùng thì con gà to của mình cũng đã chín. Bây giờ mình sẽ lấy con gà kia để mình cùng hâm nóng lại và mình đem vào chặt. Ui, nhìn hai con rất là hấp dẫn. Nhìn là muốn ăn rồi mọi người. Mình thấy mình công thức này của mình thì rất là chính xác. Mình quay con nào thì cũng chín và rất là ngon. Mình sẽ quay kỹ cho mọi người xem trước khi chặt này. Đấy, nó chín rất là vàng đều. Đây, bây giờ mình sẽ chặt ra để cho xem ở trong nó chín kỹ không mọi người nhé. Đã có kết quả mọi người nhé. Gà của mình chín từ trong ra ngoài rất là đều và rất là thơm. Bây giờ mình sẽ đợi chặt ra để mình cùng thưởng thức một miếng xem là hương vị nó như nào để mình nói cho mọi người biết nhé. Đấy, rất là ngon. Bây giờ mình chặt ra mâm để cùng với gia đình thưởng thức món gà quay của mình. Thật sự là rất là thơm. Mình không cưỡng được lại mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy con gà của mình quay chưa? Bên trong rất là chín và không bao giờ có một vết đỏ nào hết mọi người nhé. Đấy, nhìn rất là hấp dẫn. Không biết mọi người xem video thì thế nào chứ mình đói và nhìn thấy cảnh này thì thực ra mình có thể tưởng tượng mình ăn được hết cả một con gà này luôn mọi người. Để mình chặt cho nhanh thật xong để mình thưởng thức xem hương vị nó như thế nào. Nhìn thì rất là tuyệt vời. Đây là mâm gà mình chặt xong nhé mọi người. Lúc nãy mình đã thưởng thức một miếng đùi rồi. Rất là ngon, thơm và lớp da rất là giòn và rất là ngọt. Công thức này rất là tuyệt vời. Còn bây giờ bát nước chấm để cùng gia đình ăn nhé mọi người. Mình cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy hay thì mọi người hãy bấm like và bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Để có thể nhận và xem những video mới nhất của kênh Gia đình BBTV. Còn bây giờ mình mời mọi người đang xem video cùng gia đình mình thưởng thức nhé mọi người.